Quý vị và các bạn đang theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết nồm ẩm, mưa phùn kéo dài là điều kiện thuận lợi cho sự sinh sống, phát triển của các loại virus, vi khuẩn gây nên một số bệnh cho con người như sởi, thủy đậu, cúm, gia cầm. Do đó, để giữ gìn sức khỏe trong những ngày độ ẩm tăng cao, chúng ta cần ăn uống đủ chất, vệ sinh cá nhân và môi trường xung quanh sạch sẽ. Thông tin được tổng hợp từ trang Sức khỏe và Đời sống của Bộ Y tế. Bệnh đường hô hấp. Các vi khuẩn gây bệnh, nấm, vi sinh vật phát tán mạnh trong không khí có độ ẩm cao, khiến các bệnh về đường hô hấp cũng tăng nhanh trong thời tiết này. Các căn bệnh hô hấp thường gặp phải do thời tiết nồm ẩm gây ra là dị ứng, viêm phổi, hen phế quản, hen suyễn, viêm mũi dị ứng, viêm khí quản, phế quản cấp. Bệnh sởi. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Nguyên trưởng khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai, bệnh sởi thường gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi hoặc cũng có thể gặp ở người lớn do chưa được tiêm phòng sởi hoặc đã tiêm phòng nhưng chưa được tiêm đủ liều. Bệnh hay xảy ra vào mùa đông xuân khi thời tiết ẩm kéo dài tạo thuận lợi cho việc bùng phát dịch sởi, nhất là ở những trẻ em chưa tiêm phòng vaccine sởi. Bệnh sởi có triệu chứng sốt cao, ho, hắt hơi, giai đoạn toàn phát, phát ban sẩn, mịn như nhung, không có nước. Ban mọc theo thứ tự từ đầu, cổ, thân mình rồi đến tay, chân, ban bay theo trình tự như trên. Đối với người lớn bị mắc sởi, thường có các biểu hiện như sốt, viêm đường hô hấp, sau đó phát ban từ mặt, ngực, lan xuống phần dưới cơ thể. Sau mắc sởi, do sức đề kháng của cơ thể suy giảm, bệnh nhân dễ bị biến chứng. Tay chân miệng. Thời tiết nồm ẩm khi ra mùa rất dễ khiến bệnh tay chân miệng phát triển. Bệnh tay chân miệng lây chủ yếu theo đường tiêu hóa từ người sang người nên các yếu tố sinh hoạt tập thể như ở trường học khiến nguy cơ lây bệnh tăng cao, đặc biệt là trong các đợt bùng phát bệnh. Ban đầu, trẻ thường sốt nhẹ, đau họng, đau miệng, chảy nước miếng, hay khóc, bỏ bú và biếng ăn cơm. Khi đó, trong miệng trẻ đã có thể có những vết loét đỏ như vết lở miệng, xuất hiện nhiều ở vòng miệng, môi trong, lợi, lưỡi. Quan sát tiếp có thể thấy những vết phát ban dạng phỏng nước hoặc vết nổi cộm trên da, trong lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối và mông của trẻ. Thủy đậu. Thời tiết ẩm ướt chính là điều kiện tốt cho nguồn bệnh phát triển và lây lan. Bệnh thủy đậu không quá nguy hiểm, nhưng nếu không được điều trị đúng cách, các nốt thủy đậu có khả năng bị nhiễm trùng, để lại sẹo và thậm chí còn dẫn tới các biến chứng nghiêm trọng hơn như viêm phổi hay viêm màng não. Tốt nhất là chúng ta cần chủ động phòng tránh bệnh thủy đậu bằng cách tiêm chủng đầy đủ, tránh tiếp xúc với nguồn bệnh, chú ý mặc quần áo cho trẻ hợp lý khi đi học. Cha mẹ cần vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, không nên kiêng tắm hay tắm các loại lá, chọc các nốt bỏng nước sẽ dễ khiến trẻ bị nhiễm trùng. Nếu trẻ có những biểu hiện sốt cao liên tục, trẻ bị viêm phổi bội nhiễm như phát hiện thở nhanh, rối loạn tinh thần, kích thích, nôn, tiêu chảy, cần đưa ngay đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Viêm nhiễm vùng kín. Thời tiết không khô ráo khiến quần áo cũng vì thế mà luôn trong tình trạng ẩm mốc là điều kiện tốt để nấm mốc sinh sôi, nảy nở. Điều này khiến cho nhiều người mắc phải các căn bệnh về vùng kín như ngứa ngáy, viêm nhiễm. Viêm nhiễm vùng kín không chỉ gây khó chịu trong sinh hoạt và các hoạt động hàng ngày, mà còn có thể lây lan vào bên trong cơ thể và dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Nếu không được chữa trị kịp thời, các bạn có thể dễ mắc phải các căn bệnh nguy hiểm hơn như bội nhiễm do vi trùng, dẫn đến viêm nhiễm vùng chậu, viêm nhiễm và làm tắc ống dẫn trứng. Các căn bệnh này rất dễ dẫn đến vô sinh và thậm chí còn ảnh hưởng tới tính mạng khi có biến chứng. Cúm gia cầm. Cúm gia cầm thường bùng phát dịch vào thời tiết nồm của mùa xuân và thường gây bệnh cho những người có thể trạng yếu, sức đề kháng kém. Bệnh có thể gây chết người nếu không được điều trị kịp thời. Các virus cúm gia cầm có thể xâm nhập vào cơ thể qua đường ăn uống như ăn phải gia cầm và các sản phẩm gia cầm bị bệnh trong quá trình chế biến, nấu nướng, không chín, ăn tiết canh. Người bị lây nhiễm cúm do tiếp xúc với gia cầm và chất thải gia cầm nhiễm bệnh, trong khi chăn nuôi, vận chuyển, làm thịt gia cầm bị bệnh hoặc gia cầm khỏe nhưng đã mang virus. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.